Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Bondoc. Hôm nay mình sẽ rảnh rỗi xin chia sẻ gửi tới mọi người tại sao một chú chó hơ mông cộc cái nâu đỏ có 4 tháng tuổi thôi mà tại sao nó có lên mức giá tận 12 triệu đồng. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ gửi tới mọi người tại sao nó lại có giá như thế. Rồi mọi người cùng mình theo dõi nhé. Trước mắt mọi người đang theo dõi đây là một chú chó mông cộc cái nâu đỏ, cộc thỏ. Mặt mũi thì cũng bình thường thôi, nhưng tại sao nó có giá 12 triệu thì lát nữa thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người. Bởi vì là mình sẽ phải quay cái thân hình của chú chó mông cộc này để gửi tới mọi người. Con cái này là tuyền màu, đấy, đuôi thỏ nha. Và có được có hơn 4 tháng tuổi một tí thôi. Trọng cân nó khoảng tầm 13 cân. Đó. Và sau đây mình sẽ gửi tới mọi người tại sao nó lại có cái giá như thế. Đây nhá mọi người, lý do tại sao mà một chú chó mông cộc đuôi nâu đỏ cái cộc thỏ mà lại có giá 12 triệu và mọi người cùng theo dõi. Nhà mình thì ở gần đường thì mình sẽ tập luyện cho bạn ý như thế này để khi mà bạn ý ra ngoài đường đi lại xe cộ nó không va phải làm ảnh hưởng tới người khác và ảnh hưởng tới chú cún. Và sau đây mình sẽ tập cho bạn ý, mọi người cùng theo dõi nhé. Đây nha mọi người nha, nhà mình thì ở gần đường như thế này. Đấy, và chú cún vẫn ở trong đấy. Rồi, mình sẽ gọi bạn ấy ra đây. Mích! Mích! Đấy, bạn ấy sẽ đi vệ sinh. Mích đi đi! Đó. Đấy, bạn sẽ đi vào trong như này, đi vệ sinh. Lát nữa thì bạn sẽ phi ra. Đấy. Đó, sau khi đi vệ sinh thì bạn ra đây. Đấy. Sau khi mình cho bạn đi vệ sinh xong thì mình sẽ về nhà và bạn sẽ phải chờ lệnh của mình, hô vào thì mình được vào. Mích, đi về. Đó. Đấy. Sau khi bạn đi vệ sinh xong thì mình sẽ tập cho bạn ấy một vài lệnh. Đấy, cái 12 triệu này nó chưa dừng hết ở đây đâu. Mọi người cố gắng theo dõi video từ đầu đến cuối, vẫn còn nhiều màn hay nữa. Rồi mọi người nhá, đây nhá mọi người nhá, ví dụ như có cái chai, cái nọ như thế này để tập cho bạn ấy cắp về thì rất là đơn giản thôi. Nhìn mọi người nhìn nhá, nhặt đó về chỗ. Về chỗ. Mích về chỗ. Và mình sẽ không dừng ở đấy đâu, mà mình sẽ tiếp tục làm những các cái khác để tạo cái độ phấn khích cho con cún này, để cho mọi người cùng theo dõi nhé. Rồi. Giỏi. Về chỗ. Mọi người thấy cái lệnh đó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà không có kỹ năng dạy thì sẽ rất là khó. Rồi tiếp theo nhé mọi người nhá. Và sau đây mình sẽ thể hiện một động tác cho mọi người xem. Theo dõi. Múc. Giỏi. Về chỗ. Đây nhá mọi người nhá, mình sẽ cho bạn cắn cái gậy này. Rồi ok mọi người nhá. Giỏi. Đó, mang về chỗ. Mình sẽ mình ngồi yên. Mình sẽ dùng cái gậy này để tập cho bạn ấy để bạn cắp mang về chỗ này. Rồi, mọi người cùng theo dõi nhá. Một chú cún 4 tháng tuổi. Chưa? Nghe lệnh đâu. Về chỗ. Rồi, giỏi. Ngồi xuống. Mình ngồi. Rồi, ngồi yên.
Chú ý ạ. Chú ý. Múc. Giỏi. Rồi, về chỗ, về chỗ. Về chỗ. Giỏi. Nhá. 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 Bích nhá. Nhá. Nào, nhá. Giỏi. Ngồi đó. Ngồi. Ngồi xuống. Đây là một cái áo của bạn ấy. Và sau đây đấy, mọi người theo dõi thì sẽ thấy máy tập một vài cú cắn khác nhau. Rồi, ok. Bình tĩnh thôi. Múc. Giỏi. Về chỗ. Về chỗ đây. Mình. Mà về chỗ. Rồi, về chỗ. Mình. Mà về chỗ. Mọi người thấy là cái áo đấy thì mình có thể làm được, nhưng mà bây giờ chuyển sang cái quần này có được không? Rồi, ok, mình sẽ chuyển lại cái quần này cho mọi người xem như thế nào nó xứng đáng với cả 12 triệu hay không. Rồi, ok, mọi người theo dõi nhá. Rồi. Múc. Giỏi. Đấy, về chỗ. Mích. Mích mang nó về đây. Đúng rồi. Rồi, giỏi. Nào, về chỗ đi. Rồi, về chỗ. Chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Mích, tập trung. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Thôi. Mích, thôi. Nào. Mích. Thôi. Rồi, ngồi. Ngồi yên. Ngồi yên. Một số những anh em vẫn chưa tin tưởng nó có giá 12 triệu. Nhưng mà mọi người theo dõi video thì mọi người sẽ thấy nó xứng đáng 12 triệu không nhá. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn và tập luyện cho bạn ý một cách nữa là bạn nhặt cái đồ này về cho mình. Rồi, mọi người theo dõi nhá. Bích đây. Ngồi về chỗ. À, ngồi về chỗ. Ngồi có. Bích ngồi có. Bích ngồi. Rồi, mọi người nhá. Đây là mình sẽ đặt cái đồ này ở dưới đất. Đấy. Bích ngồi yên. Đó. Để chú ý. Múc. Múc. Giỏi. Rồi, nhặt về chỗ. Rồi, giỏi quá. À, nhả ra. Múc nhả. Rồi. Rồi, ngồi xuống. Múc ngồi xuống. Ngồi xuống. Đó. Đấy, bạn ấy đã nhặt về cho mình rồi. Cái video của mình không có cắt một tí nào đâu nhá. Rồi tiếp, mình sẽ làm cái rẻ như thế này nhá. Hoặc là cái áo đi. Để cho bạn ấy cắt về. Mình sẽ đặt ở dưới này. Vứt ở dưới đâu. Đó. Đấy chưa? Bạn ấy vẫn ở đây nhá. Đó, chú ý vào. Mình, múc. Giỏi. Về chỗ. Đó, mình đây. Về chỗ. Giỏi. Nào. Thôi được rồi, nhả ra. Rồi, thôi. Rồi, thôi. Mình thôi. Ngồi yên. Rồi, ok. Mình sẽ tiếp tục làm những các cái hay hơn nữa gửi tới mọi người. Rồi, đây mọi người theo dõi thì mình sẽ tập cho bạn ý cùng với cả mình biểu diễn. Rồi, ok, làm mic về đây, cái chỗ đi, mic cái chỗ. Rồi, ngồi đó, mic ngồi đó, làm phí mà, mic ngồi đó. Rồi, mic ngồi yên. Rồi, mọi người theo dõi nhá, bạn ấy ở đằng sau như này đấy. À, wow 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 wow, mình chú ý vào. Đó. Múc. Giỏi. 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 À. Đấy. Hãy quay rồi. Mình chú ý. Múc.
Giỏi, giỏi. Đó các bạn nhé, mình đã tập cho bạn ý một vài cái kỹ năng đó để cho mọi người theo dõi, nó có xứng đáng 12 triệu không nhá. Và sau đây mình vẫn không dừng ở đấy, mình lại tập cho bạn ý tiếp tục để cho mọi người theo dõi nó có xứng tầm với cả 12 triệu không. Nhảy mình giỏi, mình nhảy mình nhảy giỏi, mình mình nhảy qua đây giỏi. Rồi, mình nhảy qua đây. Nào, chú ý vào, mình nhảy qua đây, nhảy giỏi. Mọi người theo dõi cũng khá là kỳ công, không phải là đơn giản tí nào cả. 12 triệu nói chung là bảo là cái số tiền to không? Không to. Bởi vì cái công sức để tập luyện được một chú chó như thế này nó vất vả lắm mọi người nhá. Rồi, mọi người mình không dừng lại ở đấy, mình tiếp tục cho mọi người xem. Rồi ok, mọi người theo dõi thì mình sẽ thể hiện lại tiếp tục. Rồi, bây giờ bạn ấy đang ở một chỗ nào đó và mình sẽ gọi bạn ấy ra đứng bên cạnh mình và cho bạn ấy ngồi làm một trong những lệnh cơ bản nhất đó, huấn luyện chó. Mích cạnh, cạnh nhau, cạnh đó. Khi mà bạn tới được như thế này rồi, mình sẽ cho bạn ngồi xuống. Mích ngồi, ngồi giỏi. Mích nằm giỏi. Đó, rất đơn giản thôi mọi người nhá. Rồi mọi người thấy nhá, mình cho bạn nằm ở đây. Rồi mình nằm yên đấy, cạnh đây. Mích cạnh đây giỏi. Đó rồi, tiếp tục mình sẽ tập tiếp cho các bạn ý. Rồi mọi người theo dõi cái 12 triệu này nó vẫn chưa dừng ở đấy. Rồi mọi người sẽ theo dõi mình để mình sẽ tập cho bạn một lệnh nữa. Nào Mích, nào Mích xuống, Mích xuống, Mích xuống, xuống giỏi, xuống, xuống giỏi. Ngồi xuống, ngồi xuống, Mích ngồi xuống. À, một trong những cái lệnh không thể thiếu của dòng chó là sủa. Rồi mục đích của tiếng sủa là báo cho những người lạ tới nhà chơi để mình biết, để chủ nhà ra đón. Rồi Mích nào, Mích chưa chú ý, Mích sủa, 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 sủa giỏi. Đó, mình sẽ thưởng cho bạn một miếng để cho bạn ấy vui hơn, phấn khích hơn. Nào Mích nào, ăn hết chưa? Úi dồi, có gì mà nhai lâu đấy. Đấy, một chú chó mông cộc cái, cộc thỏ, nâu đỏ, giá 12 triệu, mọi người có thể mua được không ạ? Đấy, xuống, 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 giỏi. Ơi, ơi, ơi. Đó, mọi người theo dõi video thì biết 12 triệu một chú chó hơ mông cộc cái nâu đỏ như này có xứng đáng không mọi người? Rồi, trong thời gian làm video của mình có những vấn đề gì mọi người thắc mắc và chưa hiểu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Đấy, mình ở Hoa Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Đấy, những anh em nào đam mê dòng chó mông cộc mà đang theo dõi kênh mình, nhớ tặng cho mình một like và chia sẻ cái video này. Đặc biệt những bác nào mà đã theo dõi kênh thì nhớ nút chuông tặng cho mình để mình ra cái video mới thì kịp thời mọi người xem và ủng hộ kênh cho mình. Trong suốt thời gian qua mình xin kết thúc video ở đây và mọi người sẽ bình luận cho mình chú chó hơ mông cộc cái nâu đỏ như thế này có xứng đáng 12 triệu không? Thì mọi người comment phần bên dưới. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.